Bill Gates được biết đến là một tỷ phú giản dị, ông hiếm khi khoe khoang sự giàu có, chứ không phải chẳng biết cách hưởng thụ. Hiện tại, nhà sáng lập Microsoft có cuộc sống vô cùng vương giả với biệt thự thông minh, phi cơ riêng hoành tráng và bộ sưu tập các tác phẩm đắt giá. Hãy cùng Tony xin chào khám phá 10 thứ siêu đắt tiền mà Bill Gates đang sở hữu nhé! Siêu biệt thự Xanadu 2.0. Ngôi biệt thự của Bill Gates nằm giữa những ngọn đồi nhìn ra hồ Washington ở Marina, bang Washington, Mỹ. Nó được đặt tên là Xanadu 2.0. Tên gọi này được lấy cảm hứng từ ngôi biệt thự hư cấu của nhân vật chính trong Citizen Kane. Đó là một bộ phim nói về việc tiền bạc và tài sản không thể khiến một ông trùm hạnh phúc. Biệt thự Xanadu 2.0 của Bill Gates được xây dựng trong 7 năm. Ông đã chi 63 triệu đô la Mỹ để xây dựng ngôi biệt thự này. Tuy nhiên, hiện tại, phòng đánh giá quận Kings đã định giá căn biệt thự vào khoảng 127,5 triệu đô la Mỹ. Điều đó có nghĩa rằng Bill Gates đang sở hữu một biệt thự đẳng cấp thế giới. Ngôi biệt thự có tổng diện tích hơn 6.100 m², bao gồm 7 phòng ngủ công nghệ cao, 6 nhà bếp, rạp chiếu, phim thư viện khổng lồ, một khu hồ bơi có diện tích hơn 362 m², được tích hợp hệ thống âm nhạc, ánh sáng ngay bên dưới. Đặc biệt, Xanadu 2.0 rất gần gũi với thiên nhiên. Ngôi biệt thự được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh và hồ nước tự nhiên. Điều này giúp không khí luôn trong lành và dễ chịu, mang lại không gian sống lý tưởng ngay tại Washington. Những bức ảnh công nghệ số. Bên cạnh những tiện ích xanh, Xanadu 2.0 còn là một siêu biệt thự công nghệ số. Ngôi biệt thự được trang bị những công nghệ số thông minh và hiện đại nhất thế giới. Xanadu 2.0 được lắp đặt màn hình cảm ứng dọc hành lang và trong các phòng. Do đó chỉ với một bộ điều khiển, chủ nhân Xanadu có thể thay đổi nhiệt độ, ánh sáng hay bật tắt các thiết bị ứng dụng mà không cần rời khỏi chỗ ngồi. Trên thực tế, mọi bức tranh và bức ảnh treo trong nhà của Bill Gates đều có thể được thay đổi theo ý thích của ông. Ông thường đặt các bức ảnh gia đình và các vật kỷ niệm khác làm trọng tâm của màn hình số hóa. Đôi khi ông cũng có thay đổi hình ảnh các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng đang trưng bày ngay trong nhà của mình. Sở hữu máy bay riêng. Máy bay riêng là một trong những thú vui xa xỉ của các tỷ phú trên thế giới. Tuy nhiên, Bill Gates đã nói rằng đó là niềm vui tội lỗi hay sự phô trương xa hoa trong cuộc đời mình. Hai ông còn nói rằng đó là 40 triệu đô la Mỹ của ông. Hiện tại, ông đang sở hữu chiếc Bombardier BD-700 Global Express. Đây là mẫu máy bay phản lực tốc độ cao chuyên chở VIP. Nó được công ty Bombardier Aerospace sản xuất. Theo cấu trúc thiết kế, chiếc Bombardier BD-700 Global Express của Bill Gates có sức chứa tới 19 người. Nó là dòng máy bay phản lực có thể bay hơn 5.000 hải lý liên tục. Bombardier BD-700 có diện tích không lớn, nhưng nó vẫn được thiết kế phòng bếp, phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Đặc biệt, nó có đầy đủ các dịch vụ, thực phẩm và giải trí hàng đầu trên máy bay. Quỹ Bill và Melinda Gates. Năm 2000, quỹ Bill và Melinda Gates được thành lập. Người đại diện cho biết hiện tại quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates trị giá hơn 41,3 tỷ đô la Mỹ. Vợ chồng Bill Gates đã quyên góp hơn 30 tỷ đô la Mỹ kể từ khi quỹ được thành lập. Quỹ Bill và Melinda Gates hướng đến đầu tư vào công trình sáng chế dược phẩm. Đồng thời, quỹ cũng đầu tư vào một số lĩnh vực khác như dầu khí, công nghệ gen, rượu, thuốc lá. Vợ chồng nhà Gates dẫn đầu trong nhiều hoạt động nghiên cứu, điển hình như nghiên cứu phương pháp tái tạo nguồn nước, sản xuất vaccine, xóa sổ bệnh bại liệt, sốt rét, HIV/AIDS. Những nghiên cứu này đã góp phần cứu sống hơn 6 triệu người trên thế giới. Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates đã được trao rất nhiều danh hiệu, trong đó phải kể đến giải thưởng Hoàng tử Asturias, giải thưởng Gandhi vì hòa bình hay huân chương tự do của Tổng thống. Trang trại nuôi ngựa Rancho Paseana. Người sáng lập Microsoft đã mua một trang trại huấn luyện ngựa rộng hơn 92 hectare ở Rancho Santa Fe. Trang trại được biết đến với cái tên Rancho Paseana. Nó cách San Diego khoảng 20 phút đi xe về phía bắc. Địa danh này bao gồm một đường đua ngựa dài 1.200 m, một khu nhà khách, 5 khu chuồng trại và văn phòng làm việc của các bác sĩ thú y, chuyên gia huấn luyện ngựa. Đặc biệt, trang trại được bao quanh bởi một vườn ô liu và vườn cọ xanh mát. Người phát ngôn của nhà đồng sáng lập Microsoft cho biết, gia đình Gates đã rất thích đến thăm khu vực San Diego với bạn bè và gia đình trong kỳ nghỉ. Jennifer, con gái của ông Gates rất thích cưỡi ngựa. Cô cũng thường xuyên tham gia các giải đua ngựa tại San Diego. Chiếc Porsche 959 Coupe. Ngoài công nghệ, Bill Gates còn có đam mê với những chiếc Porsche. Trong bộ sưu tập siêu xe của ông, đáng chú ý nhất là chiếc 959 Coupe. Nó được mệnh danh là Gates 959. Chiếc Porsche 959 được trang bị hộp số tay 6 cấp, thay vì 5 cấp thông thường. Nó có khả năng tăng tốc từ 0 đến 60 chỉ trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 195 dặm trên giờ. Do đó, Porsche 959 được bình chọn là chiếc xe ấn tượng của thập niên 80. Tuy nhiên,
Việc thiếu đánh giá thử nghiệm khí thải và an toàn chính thức cho chiếc Porsche 959 Coupe đã khiến ông Gates gặp tranh chấp pháp lý với chính phủ. Cuối cùng, Bill Clinton đã thông qua luật liên bang để cho phép Bill Gates lái chiếc xe sang trọng này. Sở hữu hòn đảo thiên đường Grand Bokay. Cũng giống như một số tỷ phú khác, Bill Gates cũng là chủ nhân của một hòn đảo xinh đẹp. Hòn đảo nằm yên bình ngoài khơi bờ biển Belize ở Trung Mỹ. Nó có tên là Grand Bokay. Grand Bokay là nơi có những bãi biển hoang sơ, sinh vật biển phong phú, nước biển trong xanh quanh năm. Đặc biệt nước biển nơi đây có thể chuyển từ màu xanh lục sang xanh da trời. Hòn đảo là nơi sinh sống lý tưởng cho các sinh vật biển và các dạng san hô. Nó thực sự là thiên đường cho các kỳ nghỉ của gia đình Bill Gates. Được biết, Gates đã mua hòn đảo này với giá khoảng 25 triệu đô la. Điều này giúp Grand Bokay lọt danh sách những hòn đảo tư nhân đắt giá nhất thế giới. Sở hữu bản thảo nổi tiếng của Leonardo da Vinci, Codex Leicester. Năm 1994, Bill Gates đã mua một bản thảo nổi tiếng của Leonardo da Vinci với giá 30,8 triệu đô la Mỹ, được biết đến với cái tên Codex Leicester. Công trình này ghi lại nhiều khám phá và quan sát khoa học của da Vinci. Điều đặc biệt làm nên sự đắt giá của Codex Leicester là nó được viết theo phong cách mirror writing, viết ngược, độc đáo của Leonardo da Vinci. Do đó để đọc được cuốn sách này, người đọc cần sử dụng một chiếc gương. Codex Leicester giúp người đọc có cái nhìn hiếm hoi về mối liên hệ mật thiết giữa khoa học và nghệ thuật. Bên cạnh đó nó còn mang đến cái nhìn khách quan về các tiến trình phát triển khoa học kỹ thuật, các lý thuyết sâu sắc, huyền bí của Leonardo da Vinci về thiên văn học. Các ghi chép được kèm theo nhiều bản phác thảo và bản vẽ chi tiết. Điều này làm cho cuốn sách trở thành một tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất. Ngoài việc sở hữu một bộ mã của Leonardo da Vinci, ông còn sở hữu một số bức tranh nổi tiếng của các nghệ sĩ ưu tú từ các thời đại khác nhau. Một trong những bức tranh có giá trị nhất được Bill Gates mua là tác phẩm Lord on the Grand Banks, được thực hiện bởi họa sĩ người Mỹ Winslow Homer. Bức tranh này có giá 36 triệu đô la Mỹ. Ông cũng là chủ sở hữu của nhiều tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất khác. Ông đã mua Polo Crown của George Bellow với giá 28 triệu đô la, phòng hoa của Frederick Child Hatsam với giá 20 triệu đô la, vườn ươm của William Merritt với giá 10 triệu đô la, bức tranh thần sấm của Andrew White với giá 7 triệu đô la. Thư viện gia đình. Bill Gates không chỉ có niềm đam mê với công nghệ, ông còn có hứng thú với nghệ thuật và văn học. Ông là một người rất thích đọc sách, khám phá tri thức của nhân loại. Minh chứng rõ ràng nhất là ông đã xây một thư viện khổng lồ bên trong biệt thự Xanadu 2.0. Thư viện tư gia này rộng hơn 200m² với hàng nghìn đầu sách, trong đó rất nhiều bản thảo quý giá được lưu trữ tại đây. Đặc biệt nó là nơi cất giữ cuốn mật mã Codex Leicester của Leonardo da Vinci. Điều này giúp tổng giá trị tất cả các cuốn sách được ước tính khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Với việc sở hữu tài sản hàng tỷ đô la Mỹ, Bill Gates thừa nhận rằng cuộc sống của tỷ phú khiến ông hạnh phúc hơn việc chỉ là một người ở tầng lớp trung lưu. Ông chia sẻ, tôi không phải nghĩ về chi phí hàng ngày, bảo hiểm y tế hay chi phí đại học. Thực sự việc không phải lo lắng về tài chính là một phước lành thực sự. Nếu bạn muốn khởi nghiệp và giàu có, đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để được truyền những cảm hứng tuyệt vời, học hỏi các bí quyết thành công của các tỷ phú thế giới và Việt Nam trong kinh doanh và khởi nghiệp, bạn nhé!